Kính thưa các bạn vị, và đến chương trình thì lên trường bởi vì cùng đến một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tâm, ca khúc Điện Bên Tân, Tình Trạng Ý Thiết, và phần thể hiện của một phong cách lạ, đó là tiếng hát của Lê Quang. Cảm ơn anh chàng nhạc sĩ Minh Tâm. Nhưng mà em cũng cũng là một người con của Trà Vinh mà lâu rồi mới về đây thăm cô ba bà con với em. Hiện tại thì em cũng về đây có một việc, sắp tới đây em cũng có làm một cái hội chợ triển lãm ở ngoài thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè quý vị. Quý vị có ở ngoài đó thì em chuẩn bị em làm từ ngày 4 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9 sắp tới đây. Nó gắn liền với cái lễ hội Du Lan Tái Hội, đã sẵn tiện ở đây thì mời cô bác có thể ra ngoài tham quan mua sắm và vui chơi với công ty em. Ở dạ, ở ngoài thị trấn Cầu Kè thì... Của em có tiền, em có tiền được. Hôm nay bên nhau
xin em thôi gạt lời đi ai trong đêm ta lâu em nhận thu xin như lời mời.